Tu tập tâm thanh tịnh như thế thì chẳng thấy năng hành và pháp sở hành, cả hai không hai không khác vì tự tánh vốn xa lìa. Thiên vương nên biết, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, tin hiểu ba pháp thanh tịnh của Như Lai, nghĩa là các Bồ Tát tư duy. Trong khế kinh dạy, thân thanh tịnh của Như Lai gọi là pháp thân, thân hoàn toàn vắng lặng, thân không gì bằng, thân vô lượng, thân bất cộng, thân kim cang. Đối với những thân này chắc chắn tâm không nghi ngờ, đó gọi là tin hiểu thân Như Lai thanh tịnh. Lại nữa, suy nghĩ trong khế kinh dạy, lời nói thanh tịnh của Như Lai như thọ ký cho phàm phu thành Phật, cũng thọ ký cho Bồ Tát thành Phật. Tin lời như thế lý lẽ chẳng trái nhau. Vì sao? Vì Như Lai lìa hẳn tất cả lỗi lầm, dứt các tùy miên, không còn phiền não, vắng lặng thanh tịnh. Nếu thiên ma phạm thiên và các sa môn bà la môn vân vân có thể tìm được lỗi nơi ngữ nghiệp của Như Lai thì không có lẽ đó. Đó gọi là tin hiểu lời nói của Như Lai thanh tịnh. Lại nữa, suy nghĩ trong khế kinh dạy, ý của Như Lai thanh tịnh, chư Phật Thế Tôn tâm nghĩ đến pháp nào, thanh văn độc giác Bồ Tát trời người và hữu tình khác không thể biết. Vì sao? Vì tâm Như Lai sâu xa khó vào, lìa các sự suy tìm, chẳng phải cảnh nghĩ lường, vô lượng vô biên, đồng như cõi hư không. Tin biết như thế, tâm chẳng nghi ngờ, đó gọi là tin hiểu ý của Như Lai thanh tịnh. Thiên vương nên biết, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa suy nghĩ, như Phật đã dạy, các đại Bồ Tát vì các hữu tình gánh vác gánh nặng kiên cố không đuôi bại mà chẳng sợ chẳng mệt, từ lớp tu hành bố thí tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã, phương tiện thiện xảo, diệu nguyện lực trí ba la mật đa, thành tựu pháp Phật không chướng không ngại. Pháp bất cộng, vô biên, không gì bằng, lời nói quyết định, tánh nó dõng mãnh, thành tựu sự nghiệp to lớn của Như Lai. Các đại Bồ Tát này, đối với sự nghiệp kia không nghi, không ngờ, hết lòng tin nhận. Thiên vương nên biết, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nghĩ. Như Phật đã dạy, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, cuối cùng an tọa tòa bồ đề vi diệu, có thể đắc trí thông thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc chú, tùy niệm, lậu tận, vô ngại, thanh tịnh. Ngay trong một niệm dùng trí bình đẳng thông suốt ba đời, quan sát đúng như thật tất cả thế gian, hữu tình như thế đầy đủ hạnh ác về thân, hạnh ác về lời nói, hạnh ác về ý, hủy báng thánh hiền, do tà kiến, tạo tà nghiệp, thân hoại mạng chung sẽ đọa nẻo ác. Đầy đủ diệu hạnh của thân, diệu hạnh của lời nói, diệu hạnh của ý, khen ngợi thánh hiền, do chánh kiến, tạo chánh nghiệp, thân hoại mạng chung sẽ sanh nẻo lành. Quan sát đúng như thật cõi hữu tình rồi nghĩ, khi xưa ta phát nguyện hành đạo Bồ Tát tự giác giác tha, nguyện này phải viên mãn. Các Bồ Tát này ở trong việc đó không nghi không ngờ, đúng như thật tin nhận. Thiên vương nên biết, chỗ các đại Bồ Tát thành Phật gọi là giác xứ, vì có thể tự giác nên gọi là chánh giác, có thể giác ngộ cho hữu tình nên gọi là chánh biến giác. Thiên vương nên biết, các Bồ Tát này hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, tin biết Như Lai xuất hiện ở đời làm lợi ích an lạc cho tất cả hữu tình. Thiên vương nên biết, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nghe thuyết nhất thừa có thể hết lòng tin nhận. Vì sao? Vì những điều chư Phật nói ra chân thật chẳng hư vọng, các thừa khác đều từ Phật thừa mà ra, như châu Thiệm Bộ, tuy có các thành ấp xóm làng nhưng đều thuộc về châu này. Cũng như thế, các thừa khác tuy có các danh tướng sai khác cũng thuộc về Phật thừa. Các Bồ Tát này lại nghĩ, chư Phật Thế Tôn phương tiện thiện xảo nên các pháp môn thuyết ra đều như thật, chẳng hư vọng. Vì sao? Vì chư Phật thuyết pháp tùy theo căn tánh của chúng sanh, tuy nói ba thừa mà thật chỉ có một thừa. Các Bồ Tát này lại nghĩ, chư Phật Thế Tôn phàm thuyết pháp âm thanh sâu xa chân thật chẳng trống rỗng. Vì sao? Vì trời Đế Thích Phạm Thiên vân vân có ít công đức lại còn có thể phát ra âm thanh sâu xa, huống là Như Lai vô lượng ức kiếp chứa nhóm công đức mà âm thanh chẳng sâu xa. Các Bồ Tát này lại nghĩ, Như Lai thuyết pháp chẳng trái với căn cơ của chúng sanh, bậc thượng trung hạ đều được thành tựu, mỗi loài hữu tình đều cho là Phật nói riêng cho mình, nhưng Phật xưa nay không thuyết không dạy, các Bồ Tát đối với việc ấy không nghi ngờ, hết lòng tin hiểu. Thiên vương nên biết, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, đạt được tâm vi tế, nghĩ, thế gian thường có lửa giữ đốt cháy, nghĩa là tham sân si, là lửa khói đen ngòm, làm thế nào giúp cho tất cả hữu tình ra khỏi thế gian này? Nếu có thể thông suốt các pháp đều bình đẳng, không có tâm nhiễm đắm thì gọi là ra khỏi, biết đúng như thật, như huyễn như mộng vân vân, quán đúng nhân duyên chẳng phân biệt.
Thiên vương nên biết, các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nghĩ các pháp không có nguồn gốc mà có nghiệp quả, chư Phật Bồ Tát dạy điều gì ta nên hiểu ý rồi suy lường nghĩa rồi liền thấy chân thật rồi cứu độ hữu tình. Thiên vương nên biết, các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, phương tiện thiện xảo thuyết pháp cho chúng sanh, nghĩa là thuyết các pháp không có ngã, hữu tình, dòng sinh mạng, khả năng sanh khởi, sự dưỡng dục, sự sanh trưởng, chủ thể luân hồi, ý sanh nho đồng, người làm, người thọ, người biết, người thấy, các pháp như thế là không, không có sở hữu, chẳng phải tánh tự tại vì hư vọng phân biệt, nhân duyên hiệp, nên không sanh mà giống như sanh. Thiền vương nên biết, nếu nói các pháp không có ngã hữu tình cho đến cái thấy là đúng như lý mà nói, nếu các pháp không, không có sở hữu cho đến giống như sanh là đúng như lý mà nói. Thiền vương nên biết, vì là người nói pháp, là tùy thuận pháp tướng, đó gọi là đúng như lý. Nếu những điều nói ra chẳng trái với pháp tướng, cùng với pháp tương ưng có thể nhập bình đẳng hiển bày nghĩa lý, gọi là khéo nói. Thiền vương nên biết, các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, đắc biện tài vô ngại, nghĩa là hoặc biện luận không chấp trước, hoặc là biện luận không cùng tận, hoặc biện luận liên tục, hoặc biện luận chẳng dứt, biện luận chẳng khiếp nhược, biện luận chẳng kinh sợ, biện luận chẳng thêm thừa, biện luận không biên giới, biện luận được tất cả trời người đều yêu chuộng. Thiên vương nên biết, các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, đắc biện luận thanh tịnh, nghĩa là biện luận chẳng quát tháo, biện luận chẳng rối loạn, biện luận chẳng sợ hãi, biện luận chẳng kiêu mạn, biện luận nghĩa đầy đủ, biện luận vị đầy đủ, biện luận trôi chảy, biện luận đúng thời phần. Thiền vương nên biết, đại Bồ Tát này hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, để sự sợ hãi uy đức của đại chúng, nên biện luận chẳng quát tháo, trí tuệ vững vàng sáng rõ, chẳng sợ nên biện luận chẳng rối loạn. Bồ Tát ở giữa chúng như sư tử chúa, chẳng sợ hãi nên biện luận chẳng sợ hãi, lìa phiền não nên biện luận không kiêu mạn, chẳng nói vô nghĩa, nói khế hợp với pháp tướng nên biện luận nghĩa đầy đủ, hiểu rõ thơ luận, biết rõ văn tự nên biện luận vị đầy đủ, nhiều kiếp chứa nhóm tập luyện lời nói nên biện luận trôi chảy. Thuyết pháp như thế hoàn toàn thuận ba thời, nghĩa là nóng mưa lạnh, thuyết không rối loạn, cũng thuận ba phần, nghĩa là đầu giữa cuối, nói chẳng xen tạp, do đó nên nói biện luận đúng thời phần. Thiền vương nên biết, đại Bồ Tát này hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, các biện luận đã đắc được làm cho mọi người hoan hỉ, nghĩa là tùy theo sự giáo hóa, phần nhiều là dùng ái ngữ, trước khi nói mỉm cười tươi vui, lời nói có nghĩa, luôn đúng với sự thật, nói ra những lời gì chẳng khinh dễ người, lời nói quả quyết, nói các việc vui, dùng lời nhỏ nhẹ dịu dàng làm cho mọi người vui mừng, dung nhan khoan thai, sắc thái ôn hòa, khiến người gần gũi, theo nghĩa mà nói, người nghe tỏ ngộ vì lợi ích nên đúng pháp tướng mà nói, bình đẳng mà nói, tâm không thiên lệch, phe nhóm, xa lìa lời nói hư vọng, lời nói quyết định, tùy theo căn tánh mọi người nói các việc vui, do nhân duyên này làm cho mọi người vui mừng. Thiên vương nên biết, các đại Bồ Tát này hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thành tựu oai đức lớn, vì sao? Vì chẳng phải là pháp khí thì chẳng được nghe. Bấy giờ tối thắng bạch Phật, bạch Thế Tôn, các Bồ Tát này tâm bình đẳng, tại sao chẳng nói cho kẻ chẳng phải pháp khí? Phật bảo Thiên vương, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa bản tánh bình đẳng, chẳng thấy đây là pháp khí, chẳng thấy không phải là pháp khí, chẳng thấy năng thuyết, chẳng thấy sở thuyết, hữu tình hư vọng, thấy pháp khí chẳng phải pháp khí, thấy thuyết chẳng phải thuyết. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không sanh không diệt, không có tướng phân biệt, giống như hư không, đầy khắp tất cả, hữu tình cũng như thế, không sanh không diệt. Thanh văn độc giác Bồ Tát Như Lai cũng như thế, pháp không danh tự, giả lập danh tự, gọi là hữu tình, là bát nhã, có năng thuyết, có sở thuyết, có người nghe, và có pháp được nghe, trong thắng nghĩa đế đều đồng một tướng gọi là vô tướng, hoàn toàn không sai khác. Các Bồ Tát này hành Bát Nhã Ba La Mật Đa vi đức càng sâu, tuy thường muốn nói là phi pháp khí, nhưng chẳng nghe. Thiên vương nên biết, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa chẳng nói cho các hữu tình phi pháp khí, chẳng nói cho kẻ ngoại đạo ác kiến, chẳng nói cho kẻ lười biếng kiêu mạn chẳng tin, chẳng nói cho người cầu pháp mua bán đổ trác, chẳng nói cho kẻ tham ưa danh lợi,
chẳng nói cho kẻ ganh ghét tham lam, chẳng nói cho kẻ mù điếc câm. Vì sao? Vì các Bồ Tát này hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, tâm không keo kiệt tham tiếc, chẳng giấu pháp sâu xa, từ bi thương xót loài hữu tình, cũng chẳng dày bỏ các loài hữu tình. Nhưng loài hữu tình đời trước trong căn lành được thấy Như Lai và nghe chánh pháp. Như Lai đối với pháp vốn không có tâm giảng thuyết, cũng chẳng tác ý vì người này vì người kia. Những kẻ nghiệp chướng sâu nặng tuy gần Như Lai mà chẳng thấy chẳng nghe, Bồ Tát cũng thế. Bây giờ tối thắng bạch Phật, bạch Thế Tôn, những hữu tình nào có thể nghe chư Phật Bồ Tát thuyết pháp? Phật bảo Thiên Vương, nếu đầy đủ chánh tín, căn tánh thuần thục thì có thể làm pháp khí. Đối với Phật quá khứ từng trồng căn lành, tâm không dua nịnh, quanh co, uy nghi, tẻ chỉnh, chẳng cầu danh lợi, gần gũi bạn lành, căn tánh lanh lợi, thông minh, nói văn biết nghĩa, vì pháp tinh tấn, chẳng trái thánh ý, thì những hữu tình ấy có thể nghe chư Phật Bồ Tát thuyết pháp. Thiên Vương nên biết, các đại Bồ Tát thường làm pháp sư khéo léo thuyết pháp. Thế nào là khéo thuyết? Nghĩa là vì lợi ích các hữu tình nên mặc dù nói Phật pháp mà Phật pháp rốt ráo bất khả đắc, mặc dù nói tất cả ba la mật đa mà nói ba la mật đa rốt ráo bất khả đắc, mặc dù nói Bồ Đề mà nói Bồ Đề rốt ráo bất khả đắc, mặc dù nói dứt phiền não mà nói phiền não rốt ráo bất khả đắc, mặc dù nói niết bàn mà nói niết bàn rốt ráo bất khả đắc, mặc dù nói thanh văn tứ hướng tứ quả mà nói thanh văn tứ hướng tứ quả rốt ráo bất khả đắc, mặc dù nói độc giác hoặc hướng hoặc quả mà nói độc giác hoặc hướng hoặc quả rốt ráo bất khả đắc, mặc dù nói dứt ngã kiến mà nói ngã kiến rốt ráo bất khả đắc, mặc dù nói có nghiệp quả mà nói nghiệp quả rốt ráo bất khả đắc. Vì sao? Vì danh tự đạt được đều chẳng phải thật pháp, pháp chẳng phải danh tự, chẳng phải phạm trù của ngôn ngữ, pháp chẳng thể nghĩ bàn, chẳng phải so lường của tâm, danh tự chẳng phải pháp, pháp chẳng phải danh tự. Chỉ vì thế tục hư vọng giả danh mà nói ra, không pháp danh tự nói là danh tự là không, sự không, không có sở hữu. Cái không sở hữu ấy chẳng phải là chân thắng nghĩa, chẳng phải thắng nghĩa, tức là pháp hư dối của kẻ ngu. Thiên Vương nên biết, đó gọi là Bồ Tát khéo léo thuyết pháp. Các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, dùng năng lực phương tiện đắc vô ngại biện. Tùy theo căn tánh của mọi người nên nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, làm cho các hữu tình đúng như thật ngộ nhập